cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn về cách Chúa mặc khải về Ngài trong cuộc đời con. Chúa kêu gọi con phục vụ Ngài và giúp Ngài xây dựng nước trời. Liệu con có để tâm đến lời mời gọi của Chúa không? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Con nguyện sống ngày hôm nay với tinh thần cống hiến và tình yêu, hiệp ý với mẹ Maria. Con xin dâng những việc làm của mình cho các nạn nhân bị lạm dụng, theo ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cải sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Nếu trong quá khứ sự loại trừ có thể được chấp nhận là một kiểu phản ứng, thì ngày nay chúng ta muốn sự đoàn kết được hiểu theo nghĩa sâu sắc và thử thách nhất để trở thành một hình thức cho chúng ta tạo nên lịch sử trong hiện tại và tương lai. Đó chính là lúc mà mọi xung đột, căng thẳng và các nạn nhân bị lạm dụng dưới mọi hình thức có thể tìm được một bàn tay trợ giúp để bảo vệ và giải thoát họ khỏi đau khổ. Xin Chúa cho con biết đưa tay giúp đỡ những người cần đến. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Rời xa sự náo nhiệt, con trở về bên Cha. Xin Ngài soi sáng để con nhìn lại một ngày của mình. Có những điều ngổn ngang nào chồng chất trong trái tim con? Điều gì đã cản trở con lắng nghe lời Chúa nói với con trong từng hoàn cảnh cụ thể? Con xin Cha tha thứ và cảm tạ Người vì luôn kiên nhẫn chờ đợi con. Xin Chúa ban cho con biết ơn yêu mến Chúa và tình bạn với Ngài hơn bất kỳ sự tốt đẹp hay mong muốn nào khác. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.